Ca sĩ Trấn Thành bị hàng loạt tiktoker cà khịa về giọng hát trời bang. Những tiktoker này đã cắt ghép những đoạn clip liên quan đến màn thị phạm của Trấn Thành trong một chương trình nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Những ngày gần đây, đoạn clip Trấn Thành hát thị phạm trong một chương trình âm nhạc hot trở lại. Rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh đoạn clip này. Sau đó, nhiều tiktoker nổi tiếng hàng triệu follow đã bắt trend cắt ghép các clip cà khịa màn thị phạm của Trấn Thành, khiến người xem không nhìn nổi cười. Dưới phần bình luận của các bài viết này, nhiều netizen mỉa mai chỉ trích màn thị phạm này của Trấn Thành. Diễn viên hài mà đi làm giám khảo cuộc thi hát, rồi thị phạm dữ chưa? Chương trình này là thách thức danh hài hả mọi người? Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trấn Thành hứng chịu những lời chỉ trích của khán giả về khả năng ca hát của mình. Thế nhưng, Trấn Thành dường như không mấy quan tâm, anh vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Trước đó, Trấn Thành từng chia sẻ khi bị chỉ trích: "Tôi không làm những gì dở dở ương ương. Thí dụ, lâu lâu tôi cũng buồn vì nhiều khi mình lên mạng có rất nhiều bình luận nói là anh Thành hát ghê quá, dạo này anh Thành thế này thế nọ. Quý vị ơi, mình buồn chứ, mình biết chứ, đâu phải mình nói mình hát hay. Chưa bao giờ tôi khẳng định mình là ca sĩ cả. Chưa bao giờ tôi nói mình hát hay, chưa bao giờ tôi nói câu đó. Tôi chỉ là một người yêu âm nhạc và tôi muốn hát, vậy thôi."